Kính chào quý anh chị các bạn đã đến với kênh Hoa Kiển Hùng Thi, cơ sở Hoa Kiển Hùng Thi trực thuộc khu lịch miệt vườn Happyland Hùng Thi và công ty Hoa Kiển Ngân Cường. Số hotline 0918708965, địa chỉ khóm Sa Nhiên, phường Tân Quy Đông, thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp. Đây là cơ sở Hoa Kiển Hùng Thi của em, chuyên cung cấp tất cả các loại hoa kiển độc lạ, các loại hoa kiển, các loại cây cảnh như là cây công trình, cây xanh đô thị, cây che bóng mát, cây văn phòng, cây nội thất, cây phong thủy. Ngoài ra bên Hoa Kiển Hùng Thi còn cung cấp các loại cỏ thảm như là cỏ nhung nhật, cỏ lá gừng, cỏ đậu phộng, cỏ xương chi. Các bạn và các anh chị có nhu cầu mua hoa kiển về trồng trang trí hoặc là mua hoa kiển cỏ về sử dụng trong các công trình đô lệ, cho trong các công trình đô thị hoặc là mua đi bán lại thì cứ liên hệ ngay số hotline 0918708965 hoặc để lại số điện thoại bên dưới video, bên em sẽ có nhân viên gọi lại tư vấn hỗ trợ cho mình. Đây xin giới thiệu với các bạn một cái giống hoa mà hiện tại bên công ty đang cung cấp là bạch thiên hương Thái. Này là bạch thiên hương Thái quý vị các bạn. Đây hoa rất là trắng, rất là thơm luôn. Đó. Loại này hoa nó rất là trắng, hoa to rất là trắng và rất là thơm nha quý vị các bạn. Đây cái mặt hoa của nó đây. Thằng này thì có mùi thơm rất là nồng nha quý vị các bạn. Rồi ai mua bạch thiên hương liên hệ ngay Hùng Thi 0918708965 hoặc để lại số điện thoại bên dưới video, bên em sẽ có liên hệ lại trực tiếp với mình. Đây quay cận cảnh cho anh chị các bạn xem cái chậu bạch thiên hương đây. Cái loại này là bạch thiên hương Thái nha quý vị các bạn. Nó sẽ sai bông hơn cái loại thường và bông nó sẽ trắng hơn nữa. Đây cái bông nó rất là thơm. Rồi ai mua bạch thiên hương Thái liên hệ ngay Hùng Thi 0918708965 hoặc để lại số điện thoại bên dưới video, bên em sẽ có nhân viên gọi lại tư vấn trực tiếp cho mình luôn. Đây mặt hoa bạch thiên hương Thái đây rất là thơm như vậy các bạn.